33 ngày thất tình. Nhà sản xuất Đặng Hoa Đào, đạo diễn Lưu Khải, biên kịch Trương Lôi, với sự tham gia của các diễn viên Diêu Địch trong vai Hoàng Tiểu Tiên, Trương Mặc trong vai Dương Nhất Dương, Trương Bác trong vai Lục Nhiên, Thẩm Gia Ni trong vai Phùng Gia Kỳ, Phùng Lôi trong vai Dương Kính Minh, Hoàng Nghệ Hinh trong vai Quảng Đông Tử, Diệp Thiên Văn trong vai Si, Trần Hy trong vai Tiểu Hoa, Trần Diệt Phi trong vai Ngụy Y Nhiên, Phan Chi Lâm trong vai Lý Khả, cùng một số diễn viên khác. Tập 8. Những điều tôi lưu luyến đã rời bỏ tôi. Tôi tự hỏi mình vô số lần, có nên từ bỏ những gì đang ở trước mắt, vượt qua và theo đuổi thường lẫn lộn vào nhau. Thứ chúng ta có chưa chắc gì thuộc về chúng ta. Nhưng điều tôi muốn nói là không có gì phải hối tiếc. Phung phí và quý trọng cũng giống như nhau. Tôi phải đuổi theo chiếc xe đó. Tôi biết tôi sai ở đâu rồi. Tôi muốn hỏi ảnh có thể chờ tôi không. Tôi không cần lòng tự trọng mong manh của anh. Sự tự tin của em đều do anh ban tặng. Em muốn anh biết bây giờ em rất hèn mọn. Anh tha thứ cho em được không? Phía trước quá u ám, thế giới quá rộng lớn, chỉ có anh mới khiến em cảm thấy an toàn. Lái nhanh lên, anh đừng bỏ rơi em. Em xin anh tha thứ cho em đi. Trước khi cảm thấy chúng ta chẳng còn gì, chuyện chúng ta có thể làm chính là nói. Đúng vậy, tôi đã từng thực hiện ước mơ của mình. Thứ tôi có được đều là sự may mắn. Thứ tôi mất đi chính là cuộc đời. Cô bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh lại. Cô làm vậy sẽ hối hận đó. Ảnh đi rồi. Bình tĩnh lại. Ảnh đi rồi. Bác Tài, quẹo phải đi. Quẹo phải không phải là đường bình an. Tôi biết. Tôi không tới đó nữa. Em yêu anh. Em yêu anh. Anh tấp vào chỗ nào đi. Tôi muốn xuống xe. Em yêu anh. Em yêu anh.
Phùng Giai Kỳ, anh giải quyết việc xong chưa? Em chờ anh. Bắt đầu mở bán. Chào mừng đã đến với quảng trường Trung ương. Anh nợ em một hôn lễ lãng mạn. Năm 24 tuổi, chúng ta yêu nhau. Năm 26 tuổi, chúng ta kết hôn. Năm 28 tuổi, một sinh mạng mới chào đời. Năm 29 tuổi, con chúng ta biết kêu ba mẹ. Năm 33 tuổi, chúng ta vượt qua cột mốc 7 năm. Năm 40 tuổi, giai đoạn nồng cháy đã qua, nhưng chúng ta vẫn yêu nhau. Năm 50 tuổi, con chúng ta đã có người yêu. Năm 60 tuổi, chúng ta cùng nhau đi du lịch. Năm 70 tuổi, con cháu vui đùa với chúng ta. Năm 76 tuổi, chúng ta tổ chức hôn lễ vàng. Lúc nãy anh thấy hết rồi hả? Thật thoải mái. Anh đã nhìn thấy gần hết những lúc tôi mất mặt nhất. Tôi không phải cố ý nhìn. Tôi thấy anh ta tới trước cô nên tính ghé ăn xiên nướng xong rồi về nhà. Ai ngờ lại thấy cảnh hai người đóng phim. Không muốn nhìn cũng khó. Tôi thấy những lời cô nói lúc đuổi theo xe, nên nói với anh ta trước khi anh ta lên xe, hoặc lúc anh ta mời cô lên xe, cô nên lên, sau đó nói với anh ta, biết đâu hai người đã làm quề. Anh nghĩ tôi có nên tìm ảnh không? Tôi thấy thời xưa tốt hơn bây giờ. Loại người như Phan Kim Liên, Trần Thế Mỹ còn biết nhục nhã. Bạn trai cũ của cô là gì chứ? Rõ ràng anh ta cắm sừng cô và dụ dỗ bạn thân của cô. Bây giờ lại đổ lỗi lên đầu cô. Loại đàn ông gì vậy? Tôi thấy bạn thân của cô là cựu bạn thân chứ. Cô ta cặp kè với bạn trai cũ của cô như bây giờ, chính là ví dụ cho hai câu nồi nào úp dung đó, cá mè một lứa. Thật đó, bọn họ xứng đáng bị cô đấm một cú. Lúc trước ảnh thương tôi lắm. Cái gì? Có lẽ tại vì tôi quá khắc nghiệt. Tôi quá so đo. Cô có tội, nhưng tội chưa tới nỗi chết. Tình yêu vốn dĩ là so đo. Trên đời này sẽ có một người, dù anh ta nói gì và làm gì cũng khiến cô phải so đo. Bây giờ anh ta bỏ rơi cô và biến chuyện này thành tội lỗi đổ lên đầu cô. Như tôi đã nói, loại đàn ông gì vậy? Đúng, tôi không sai. Bọn họ mới sai. Tôi sai chỗ nào? Không chơi với họ nữa. Tôi phải bắt đầu lại, làm con người mới. Có một câu nói cực kỳ khó nghe nhưng cũng cực kỳ chính xác, chính là
Thứ dơ bẩn nhất trên đời này chính là lòng tự trọng. Trong lúc tôi muốn ném bỏ nó thì Dương hèn hạ đã nắm lấy tay tôi. Cho dù dơ bẩn, cả đời cũng không bỏ. Tôi muốn nó luôn đi theo tôi. Cô thấy đỡ hơn chưa? Đứng lên, về nhà. Phùng Giai Kỳ, anh đang ở đâu? Trả lời tin nhắn đi. Dương Hèn Hạ nói muốn lấy lại tự tin và làm con người mới thì cần phải có quyết tâm. Cái nào là đồ của Lục Nhiên hả? Cái đó, đó là quà sinh nhật của anh ta tặng tôi. Đó là quà sinh nhật đầu tiên anh ta tặng. Còn cái này của cô hay của anh ta? Của tôi. Không, của anh ta. Anh ta tặng cho tôi. Anh trở về thì em yên tâm rồi. Giai Kỳ, anh xin lỗi. Nếu anh mau chóng trở về giống như anh nói thì em sẽ không nói gì. Nhưng anh không trở về. Lúc nãy Hoàng Tiểu Tiên đuổi theo xe của anh, khóc lóc kêu anh tha thứ cho cổ, nhưng anh không ngoảnh đầu nhìn lại. Anh đã cắt đứt với cổ rồi. Anh biết không, chiều nay em đã tới siêu thị, loại siêu thị cao cấp mà bình thường em không dám vào. Em còn mua một cái váy, nó mắc tối nổi bình thường em không dám mặc. Phải, em muốn động phòng qua chút với anh, nhưng cuối cùng em lại ngồi chờ ở nhà mà không biết một chút tin tức gì. Bây giờ em đã biết tại sao em rất thê thảm. Bởi vì đáng đời là do em tự chuốc lấy. Giai Kỳ, anh nói thật với em, anh là một tên súc sinh. Anh không xứng để em yêu.
Bây giờ tôi cần một sự kích thích thật mạnh để chuyển đời nỗi đau. Rất tốt. Phục vụ, thêm 10 xiên thận nướng. Có liền, bổ thận. Cô ăn hết không? Anh ăn phụ, anh cũng phải bồi bổ. Đừng uống nữa, coi chừng xỉn đó. Uống rượu vang xong mới thấy uống bia đã hơn. Nói thật, cô hơi xấu tính. Bề ngoài nhìn cũng được. Cô không cần níu kéo bạn trai cũ của cô nữa. Cô ra đường giơ một cái là có. Xin lỗi, đây là 20 viên gân nướng anh chị kêu. Hai cánh gà và 10 xiên thận nướng sẽ có ngay. Cảm ơn. Lúc nãy có người nói trên đời có ai mà chưa từng thất tình. Anh cũng từng thất tình có đúng không? Tôi đã từng yêu chưa? Hình như tôi chưa từng yêu ai. Đừng giả bộ dễ thương. Tôi dễ thương mà. Phải nói thật. Bề ngoài của anh nhìn cũng được. Nếu anh biết quan tâm một chút thì trên 70% phụ nữ sẽ không chướng mắt anh. Biết đâu có cô gái nào đó uống xỉn quá, không nhìn rõ, lỡ yêu anh luôn thì sao? Tại sao anh còn độc thân hả? Tôi hỏi anh, rốt cuộc anh thích đàn ông hay là phụ nữ? Hoàng Tiểu Tiên, cô cũng là một người thông minh mà sao lại hỏi chuyện ngu ngốc như vậy? Tôi nói tên người tôi thích thì cô sẽ hết hồn. Tin không? Ai mà tôi phải hết hồn? Trương Tử Di, Phạm Băng Băng. Ai? Ai làm tôi hết hồn? Chị Phù Dung, Lady Gaga. Gu mặn quá. Gu anh mặn quá. Cang Lộ Lộ, anh đi đâu đó? Xỉn rồi hả? Chúng ta về nhà thôi. Ngày mai tôi còn phải báo cáo với sếp nữa. Có thể quay đoạn phim đó không? Cô không muốn làm thì quan tâm chuyện đó làm gì? Tôi thì không cần. Nhưng anh cần. Anh đã giúp tôi rất nhiều. Nửa đêm nửa hôm anh chạy tới phố Cảnh Sơn rước tôi, còn bị tôi tát. Tôi nhất định sẽ dùng hết sức của mình để làm chuyện này giúp anh. Cô nói như vậy tôi thấy bất an quá. Tin hay không tùy anh. Thông tin về cô dâu chú rể và kế hoạch tổ chức hôn lễ.
Cô Hoàng về cẩn thận, có gì cứ gọi cho tôi. Chúc cô tân hôn vui vẻ, tạm biệt. Tạm biệt. Bận biểu nửa ngày mà chẳng kiếm được bao nhiêu. Cô đừng nghĩ tới chuyện đó. Nghèo có hại cho sức khỏe, nhưng so sánh với người khác thì càng có hại hơn. Cùng ở chung công ty làm sao không so sánh được chứ? Phải đó, không so sánh sao được. Mọi người có biết tôi đang cảm thấy rất bất bình hay không? Tôi là một người thích mua sắm tất cả mọi thứ ở trên mạng, nhưng bây giờ trên trang JD đã bán 290.000 một cái mền rồi. Người ta có thể bán một cái mền giá 290.000, có nghĩa là người có đầu óc kinh doanh. Cô không thấy trên mạng có người chế giễu nhân viên chăm sóc khách hàng hay sao chứ? Biết họ hỏi sao không? Họ hỏi: chào cô, nếu tôi mua mền thì cô có lấy tôi không? Cô biết cô nhân viên trả lời sao không? Chào anh, tôi rất vui khi anh mua mền, nhưng tôi phải suy nghĩ kỹ về chuyện có lấy anh không. Bởi vì trong kho có rất nhiều mền, còn tôi chỉ có một mình mà thôi. Cô nhân viên này giỏi ghê. Ngày thất tình thứ 9. Hợp đồng của cô sao rồi? Tạm tạm. Mệt mỏi lắm hả? Chào, chào. Anh cũng đuối quá vậy. Có phải tối qua hai người đừng ngắt lời tôi. Tối qua hai người đi gặp Lý Khả hả? Đây, nhìn đi, tôi làm xong rồi. Cùng chung công ty làm sao không so sánh được. Lại tới nữa. Tối qua cô đã làm cái này hả? Không phải tôi làm thì ai làm? Tôi đã gửi bản điện tử vào email của anh rồi đó. Tôi không nhận ra cô luôn đó. Tôi vẫn là tôi thôi. Buồn ngủ quá. Anh coi thử có vấn đề gì không? Chưa coi xong. Cô viết nhiều quá. Đọc cả buổi sáng cũng chưa chắc xong. Tối qua cô ngủ được mấy tiếng vậy? Tôi không có ngủ. Anh không hiểu chỗ nào thì tôi giải thích. Kế hoạch này quá xuất sắc. Chắc chắn Lý Khả phải quỳ xuống đất xin hợp tác với mình. Chờ boss Trương tới. Cười cái gì? Nói tiếp đi. Boss Dương tới rồi, cô làm gì? Cô lái hay là con chúng ta lái? Tôi đã nói mỗi tháng tôi gửi rất nhiều tiền rồi. Vậy thì cưa đôi đi. Cứ vậy đi nha. Tôi tới công ty rồi. Tổng giám đốc, ban ngày ban mặt mà nằm ngủ, thái độ làm gì như vậy hả? Tổng giám đốc, tối qua cổ thức cả đêm để làm cái này. Anh coi đi, cổ làm tốt lắm. Rất tốt, rất tốt. Đắp mền cho cổ đi, coi chừng lạnh đó.
cậu đi trước đi. Baby Faye nha, không gặp không về, bye. Cici, bây giờ còn sớm. Sao cô trang điểm chuẩn bị đi chơi rồi? Tôi đi gặp khách hàng xong thì tới Baby Faye luôn. Phía Bắc có chùa gì? Bắc Kinh có ba chùa lớn. Cậu nhân duyên rất linh. Thật không? Ở đâu vậy? Vix, Miss, Baby Faye. Đợi tôi ghi lại. Bữa nào tôi đi thử. Sao hôm nay mắt tôi quầng thâm quá vậy? Thâm đâu mà thâm. Dẻo miệng quá. Đi Baby Faye không? Bắc, Bắc. Thôi bỏ đi. Cà Lâm như vậy thì tới đó làm sao nói chuyện? Tôi nói chuyện lưu loát và cũng muốn đi. Chỉ là tôi bị cái nhẫn này ngăn cản nên không thể đi được. Tôi hâm mộ mọi người lắm. Vừa tan ca là có thể la cà khắp nơi để cuộc sống thêm phong phú. Đâu có giống như tôi. Tôi phải về nhà trông con. Về trễ một chút là bị chửi. Anh tự mua dây buộc mình. Tự làm tự chịu. Tôi đi trước đây. Tạm biệt nha. Bye bye. Có sao không? Anh bị cái gì vậy? Điện thoại cô rang. Tôi sợ cô thức nên tính tắt giùm cô. Đầu của cô có sao không? Của tôi đó. Anh thích cởi đồ quá vậy. Bố Dương kêu tôi đắp cho cô. Cô tưởng tôi thích làm lắm hả? Nếu cô là hoa thì trâu trên trái đất không thể đi ị. Bố Dương thấy tôi ngủ hả? Thấy. Anh nói cô làm bản kế hoạch cho Lý Khả rất tốt, nên cho cô ngủ một lát. Anh có hài lòng với kế hoạch của tôi không? Rất hài lòng. Làm hết hồn. Chào cô giáo. Tôi xin lỗi vì lúc nãy không nghe thấy tiếng chuông. Không sao, tôi chỉ gọi hỏi thăm. Sao gần đây không thấy cô tới học nữa? Có phải tôi dậy nhanh quá không? Nên cô không theo kịp. Không có, không có. Gần đây tôi bận quá nên khi nào rảnh tôi sẽ tới học liền. Hôm nay tôi có lớp. Cô rảnh thì tới học đi. Khi nào tan học tôi sẽ phụ đạo riêng cho cô. Mới bắt đầu thì đừng bỏ nhiều tiết quá. Nếu không sẽ không theo kịp. Được rồi, cảm ơn cô giáo. Trách nhiệm của tôi mà. Lát nữa gặp lại. Lát nữa gặp. Tôi về trước nha. Đi đâu đó? Tôi có hẹn học đàn cello. Bây giờ tôi qua đó. Cô mệt như vậy mà không về nhà ngủ lại đi học đàn. Tự nhiên tôi hiểu ra một chuyện. Khi nào tôi mới chấm dứt cuộc sống nửa chết? Tôi phải sống cho chính mình. Trên đời này không phải chỉ có... Nói hết đi. Ngẩn ngơ gì đó? Sao anh lại ở đây? Bố Dương kêu tôi đi giao váy cưới cho người ta. Đi ké không? Sang quá. Giao váy cưới mà cũng đi taxi. Bình thường tôi đi giao váy cưới toàn đi bộ. Bây giờ ai dám bắt cô đi bộ chứ? Cô mới thức tình lỡ như đi đường đụng trúng cây thì sao? Bắt công ty bồi thường à? Cô lên xe đi. Bố Dương rất yên tâm khi có nhân viên như anh. Cảm ơn nha. Bây giờ về nhà cô lấy đàn hả? Phải, đi thôi bác Tài. Nhà cô ở đâu?
Lục Nhiên, tối nay em làm gì? Sao hôm nay anh tốt quá vậy? Vừa chở tôi về nhà lấy đàn, vừa chở tôi đi học. Tiện đường thôi, đừng nghĩ nhiều. Nhưng anh niềm nở quá làm tôi thấy không quen. Cô đứng chờ xe ở ngoài trời lạnh. Tôi tiện đường nên cho quá giang thì gọi là tốt bụng, chứ không phải là niềm nở. Phải phải, anh rất tốt bụng. Hoàng Tiểu Tiên, cô muốn chơi nhạc cụ thì học đánh kẽn tam giác hay gì đi. Cô có học đàn được không mà còn đi học cello? Tôi hỏi bác Tài thử xem. Bác Tài, anh nghĩ cô biết đàn cello không? Đó là đàn cello hả? Tôi còn tưởng đàn violon. Kệ tôi muốn học cái gì thì học. Tôi muốn làm một cô gái cello. Cô gái cello. Taxi Bắc Kinh. Dương Hèn Hạ, anh phụ tôi coi. Cô làm mau lên, tôi còn phải làm việc nữa. Anh có phải là đàn ông không vậy? Không phải. Nhẹ tay thôi, coi chừng hư xe người ta đó. Tiểu Tiên, cô Sam Sam, cô tới rồi hả? Anh à, lát nữa chúng ta đi đâu? Các em chú ý, phải giữ đúng tư thế. Chúng ta đàn thử một lần. Chuẩn bị, đàn. Được rồi, dừng lại. Bạn học mới tới đừng hấp tấp quá. Tiếng đàn không hay là bởi vì dùng sức của chúng ta. Bây giờ chúng ta thả lỏng cơ thể, thả lỏng cả phần cơ dai, tốt lắm. Lúc chúng ta đặt cây vĩ lên trên dây đàn, đừng đè mạnh, cũng đừng quá lỏng lẻo. Chúng ta kết hợp hai yếu tố này để đàn thử nào. Chuẩn bị, bắt đầu. Đừng dùng quá sức, cũng đừng quá lỏng lẻo. Chẳng những sẽ kéo ra một âm thanh hoàn mỹ, mà trên đời này còn có chuyện gì mà không tuân theo quy luật này? Cây đàn tình yêu của tôi quá yếu ớt, khiến tôi chỉ có thể đàn ra một bản tình ca buồn và đầy đau khổ. Cô ra đây làm gì? Vào trong đàn tiếp đi. Cô vào trong đàn tiếp đi. Cô đàn hay lắm.
Dương Nhất Dương. Tôi thấy từ khi tôi viết kế hoạch quay phim xong, anh đối xử với tôi rất kỳ lạ. Tôi đối xử kỳ lạ với cô hồi nào? Anh quan tâm đưa đón, còn nhìn lén tôi. Chúng ta là đồng nghiệp mà anh cứ như vậy thì sau này khó nhìn nhau lắm. Cho dù tôi có tìm người yêu mới cũng không thể chọn anh đâu. Thật đó. Hơn nữa, tôi mới thất tình được mấy ngày. Tránh ra, tránh ra. Tôi nói một bí mật với cô. Bí mật, đừng có câu giờ, nói mau. Cô giáo của cô tan học rồi hả? Qua đây, tan học rồi, các em về nhớ tập đàn nha. Tránh ra. Đi. Cẩn thận nha. Tôi hỏi cô, tại sao cô học đàn ở đây? Mặc kệ tôi. Cô giáo cô tên gì? Anh đi về đi. Cô tên Sam Sam đúng không? Dương Nhất Dương. Là anh hả? Chỉ cái gì? Không nhận ra anh hả? Không phải em. Như vậy thì nhận ra chưa? Là anh thật hả? Lâu rồi không gặp anh nên em không nhận ra. Anh vẫn nhận ra em. Người yêu cũ. Chúng tôi là bạn học cấp 3. Có duyên quá. Vậy chúng ta đi ăn cơm chung đi. Không được rồi. Một lát nữa bạn tôi tới trước tôi. Cho anh số điện thoại nha. Tiểu Tiên có số của em. Hai người nói chuyện đi. Em về văn phòng. Cô nghe thấy tiếng gì không? Anh luôn nhớ cảnh chúng ta đứng trên đài quan sát, để gió thổi nâng vạt áo của chúng ta. Lúc chúng ta chơi xích đu, rồi cùng nhau mắc mưa. Lúc em sấy quần áo cho anh. Anh biết chúng ta giống như nhau. Chúng ta nhạy cảm, điên cuồng, và luôn khát vọng về những điều không thể giải thích được. Anh rất may mắn vì em đã xuất hiện và để lại dấu vết trong thời thanh xuân của anh. Nhưng anh cũng rất sợ anh sẽ mất em, sẽ không còn ai khiến anh có những ký ức này. Chào cô Lý. Tối rồi mà cô gọi tôi có chuyện gì không? Tối hả?
Tối rồi, bây giờ đã sắp 11 giờ rưỡi rồi. Bạn muốn chia sẻ chuyện thú vị gì với mọi người? Phong cách thất tình. Từng yêu nhau vẫn may mắn hơn là chưa từng gặp nhau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.